Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2022. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở Tây Ninh cả nhà. Thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với cả nhà về một cái điểm đến du lịch mà khi mà cả nhà có dịp đi đến Tây Ninh. Thì đây là chùa Gò Kén, một trong những địa danh mà cũng rất được nhiều du khách tham quan ghé đến lắm. Thành ra là mình quyết định là hôm nay mình đi đến đây để cùng cảm nhận và chia sẻ với cả nhà về ngôi chùa Gò Kén này, một trong những điểm đến rất là hút du khách ở tại Tây Ninh. Dạ rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào trong chùa Gò Kén nha cả nhà. Và sau đó mình sẽ chia sẻ với cả nhà về một vài thông tin về ngôi chùa này. Đây là chúng ta cũng rất là dễ dàng tới thôi cả nhà. Đó, cả nhà thấy là ở đây là đường này không biết quốc lộ hay tỉnh lộ nữa. Thì mình chưa xem kỹ lắm. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng vào chùa Gò Kén hen. Thì hiện tại là mình thấy là cũng có khá là nhiều về những cái phương tiện mà xe 4 chỗ, 7 chỗ hay 16 chỗ mà chạy vào tham quan chùa Gò Kén đó cả nhà. Bây giờ thì tới chúng ta thôi. Cả nhà thấy tuyến đường mà vào chùa Gò Kén rất là đẹp và rất là thơ mộng không ạ? Hai bên là một cái cánh đồng lúa xanh bát ngát luôn. Chùa Gò Kén hay còn gọi là chùa Thiền Lâm nha cả nhà. Đó. Đây có một chiếc xe 16 chỗ từ Sài Gòn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong thôi. Ngay từ hướng chúng ta đi vào thì chúng ta thấy là cũng có những người dân bán những cái hoa sen đó cả nhà, để cho chúng ta mua vào cúng đó. Cả nhà có thấy là hai bên rất là mát mắt luôn à, xanh lè luôn. Và những người đi cắt cỏ cho bò ăn cũng có luôn. Mình thấy khu vực này là được đổ đá ra để cho các xe lớn đậu nè cả nhà. Vào những cái ngày mà lễ Tết hay gì đó, chắc chắn là cái số lượng người dân tham quan ở chùa Gò Kén là đông lắm cả nhà ha. Ra mới có những cái bãi xe ngoài này. Rồi chúng ta cùng vào trong thôi cả nhà. Thì chúng ta sẽ gửi xe bên đây như sự hướng dẫn của anh ấy. Rồi cả nhà đợi mình gửi xe cả nhà. Chờ rồi cả nhà, thì mình đang ở trong bãi giữ xe hai bánh nè. Cả nhà thấy là có những công trình ở chùa Gò Kén đang được xây dựng khá là đẹp và ấn tượng luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi ra. Chúng ta sẽ tiến hành đi vào xem bên trong chi tiết sẽ có những điểm đặc biệt gì cả nhà hen. Dạ rồi, thì bây giờ mình đã ra ngoài cổng ở chùa Gò Kén rồi cả nhà. Đây là quốc lộ 22B cả nhà ha. Thì cả nhà thấy là chùa Gò Kén nằm rất là đẹp ở giữa hai cánh đồng lúa luôn phải không ạ? Thì đây là chùa Gò Kén của chúng ta. Tại sao có tên là Gò Kén? Thì mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà về một vài đôi nét về chùa Gò Kén này. Đối với chùa Gò Kén, tại sao gọi là chùa ha? Hay còn gọi là chùa Thiền Lâm Cổ Tự đó cả nhà. Thì ngày xưa chùa được xây dựng vào như là năm 1907 cả nhà. Cũng đã hơn 100 năm rồi. Thì lúc đó là chùa được xây dựng trên một cái đất cũng khá là to. Thành ra là
người ta gọi là cái gò đó cả nhà. Còn xung quanh cái đất đó thì có rất là nhiều cái loại dây kén. Dây kén là một cái loại dây mà nó mọc ra những cái quả màu đỏ đỏ, ăn chua chua ngọt ngọt á. Nhưng mà thời điểm hiện nay thì không có còn những cái loại dây kén đó nữa. Nhưng mà mình cũng theo thông tin là mình cũng đang được biết đó là chùa cũng có liên hệ với ở bên Campuchia đó nha, để tìm lại cái loại dây đó để tiếp tục xây dựng, trồng những cái loại dây đó để cho nó đúng với cái tên gọi mà hiện nay mà chùa đang được người dân gọi tên là chùa Gò Kén. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào tham quan bên trong chùa Gò Kén thôi. Thì phải nói là chùa sau khi mà đã trải qua nhiều cái khoảng thời gian xây dựng á, tới năm 2007 á cả nhà, thì hình hài chùa Gò Kén mà rất là nhiều tiểu cảnh và đẹp thì mới được hình thành. Vậy là cũng khoảng là trên dưới 15 năm rồi cả nhà. 15 năm rồi. Thì bây giờ là chùa Gò Kén nói chung là có thể nói là khá là hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà mình thấy là những công trình ở trong bên trong chùa Gò Kén vẫn đang được xây dựng đó cả nhà. Như là ở bảo tháp với những cái khu vực xung quanh. Cả nhà có thể bây giờ mình mời cả nhà cùng đi một vòng ha, xung quanh bên ngoài đi, rồi chúng ta hãy tiến hành vào bên trong. Tây bảo tháp đó là đang được xây dựng đó cả nhà. Vẫn còn những cái giàn giáo. Mà chúng ta vào trong bãi giữ xe máy thì chúng ta sẽ thấy được bảo tháp đó. Đây là một trong những cái công trình rất là đặc sắc và độc đáo ở chùa Gò Kén. Đây là một bức tượng Quán Thế Âm cao 22m mà đứng trên một chú rồng có độ cao là 7m. À xin lỗi cả nhà, tượng Quán Thế Âm cao 25m, đứng trên một chú rồng là có độ cao là 7m thì tương đương là 32m. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, thành ra là cũng rất là đông những cái du khách đi đến tham quan ở chùa Gò Kén. Nếu mà chúng ta tính từ ở cái bệ đá ở dưới đó cả nhà mà lên tới trên thì mẹ Quán Thế Âm đứng trên chú rồng là tới 32m luôn cả nhà. Một cái chiều cao rất là khổng lồ phải không ạ? Thành ra là chùa Gò Kén thì đối với tượng Quán Thế Âm này cũng là một trong những cái nét mà tiêu biểu độc đáo ở Đông Nam Bộ. Rồi chúng ta tiếp tục đi tham quan nha cả nhà. Mình thì mình muốn để cả nhà cảm nhận chung quanh chung với mình trước hết á. Thì ở đây mình cũng thấy là bên khu vực mà quanh bờ tường của chùa Gò Kén là trồng rất là nhiều những cây bắp. Mặc dù những cây bắp này nó không có nói chung là nó cũng đang lớn đó cả nhà. Nó chưa có trái nhưng mà nó đã bắt đầu ra bông rồi. Đây là cây sa la cũng có rất là nhiều bông ở đây. Chùa Gò Kén ngày xưa đó cả nhà, thì đối với vị trụ trì á, ngày xưa cũng có giống như là bên đạo Cao Đài đó cả nhà, cũng đã từng ở bên trong chùa Gò Kén này và sáng lập ra cái bên đạo Cao Đài một thời gian ở khu vực này. Thành ra cũng có một cái mối liên hệ giữa chùa Gò Kén với bên Phật giáo bên Cao Đài. Mà đó là cái khoảng thời gian nói chung cũng trên dưới cũng 8-90 năm rồi cả nhà, cũng khá là lâu rồi.
Ở đây thì chúng ta có một cái khu vực này là trưng bày những cái, hình như là những cái, không biết phải cái di tích hay không ha, của chùa ngày xưa hay không, nhưng mà mình không rõ nữa. Nhưng mà mình mời cái nhà ra đây xem với mình trước nghe nha. Chúng ta đứng ở những vị trí này thì chúng ta sẽ thấy được những cái con đường mà di chuyển tới mẹ Quan Âm. Đó, đứng trên chú rộng đây. Rồi chúng ta đi vào đây cái này. Ở đây thì cái cảm nhận đầu tiên của mình là rất là mát nè, chỗ ngồi cho du khách nè, xe đạp cổ sư phụ chùa Hồng Phước. Đây cả nhà xem những cái tivi cổ nè, những cái chén dĩa bàn ghế cổ thì phải. Đó, đây là một cái nét đặc trưng đầu tiên mà mình thấy nha, khá là ấn tượng. Mình thích cái màu sắc của những cái bộ bàn ghế như vậy nè cả nhà, nó có một cái màu nhìn thấy nó khổ ghê luôn cả nhà ha. Ở khu vực này phải nói là cực kỳ mát luôn, mặc dù là không có gió nha cả nhà. Nhưng mà ở đây thì được xây dựng theo mái ngói nè, còn rồi cây nè, mát lắm. Ở đây thì mỗi khu vực là sẽ có một cái tivi cổ ở đây, những cái chén dĩa cổ. Mình sẽ giới thiệu với nhà về những cái chén dĩa ra sao nha. Đây, mình thấy khu vực này, khu vực này cũng được kết hợp để bán nước cho du khách nè. Một cà phê đây còn gì bằng nữa cả nha. Đây cả nhà xem những cái chén dĩa cổ nè, quá cổ luôn. Mình thì mình không có biết phân biệt đồ cổ thật với đồ cổ giả, nhưng mà mình chỉ thấy nó cổ thôi. Đây chúng ta sẽ có một cái bồn lúa ha. Cái bồn này hình như là lúa từ trên xuống dưới luôn đó cả nhà, rất là sâu. Cả nhà thấy những cái chén dĩa đây, mình nghĩ là có độ tuổi cũng rất là lớn. Rồi, đúng là chỗ này là một cái nơi mà uống nước mà thư giãn rất là thoải mái bên trong chùa Cò Kén cả nhà ha. Vừa ngồi trên những cái bàn ghế mà cổ như vậy thì nó rất là mát mẻ, rồi thêm ở bên trên nữa. Kênh của em là kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Dạ đúng rồi. Rồi chúc gia đình đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Cả nhà thấy ngoài ra chúng ta còn có những cái máy cassette cổ nè cả nhà, những cái đèn cổ nè. Đây. Đây, những cái múc nước không ạ. Ở đây như chúng ta có hai cái quả chuông làm bằng hai cái vỏ bơm thì phải.
Đây cả nhà xem ha. Hình như là hai cái chuông này làm bằng từ hai cái vỏ bơm không cả nhà. Anh chị em cô chú nào mà biết cái vỏ bơm này là cái vỏ bơm đạn nào thì hãy chia sẻ với mình ha. Đây rất là đẹp nè. Vỏ bơm này thì được sơn lên một cái màu vàng, màu của chùa đó cả nhà. Rất là ấn tượng luôn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đi đến khu vực này. Khu vực này là khu vực bên hông của tượng mẹ Quan Âm, Quán Thế Âm nha cả nhà. Rồi chúng ta hãy đi một cái vòng để chúng ta cùng cảm nhận. Và sau đó mình sẽ mời cả nhà đi vào bên trong. Giờ mình lại thắc mắc bên trong đây có cái gì. Khu vực bên trong đây cũng là khu vực thờ tự. Ở đây chúng ta sẽ thấy những chung sành nè cả nhà. Chung mà đựng rượu ngày xưa đúng không ạ? Một dạng cũng gọi là cổ Phật. Nhìn này mình lại nhớ những cái bộ phim kiếm hiệp uống bằng những cái tỉnh rượu phải không ạ? Nó độc đáo luôn. Trên đây là những tượng mẹ Quán Thế Âm nè. Đúng là những cái món đồ cổ ở đây sẽ có những cái mốc thời gian kỷ niệm riêng. Nhưng mà nói chung thì mình không có rành được cái này nha. Cân nhà hồi xưa mình nhớ hay cân thuốc gì nè cả nhà. Cái điểm đặc biệt ở chùa Gò Kén này đúng là rất là nhiều đồ cổ đó nha. Mà nói chung chúng ta không có biết rõ về các nguồn gốc của những cái món đồ cổ này như thế nào.
nhưng mà phải nói rất ấn tượng luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với những cái khu vực tiếp theo. Ở đây mình thấy là những chiếc xích lô mà mini á, chở bé Bi á, cũng để đựng những chậu hoa ở đây nữa. Thủy Phong Quán. À bây giờ mình đã biết khu vực này là khu vực Thủy Phong Quán à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực bên đây đi. Khu vực bên đây là khu vực mà ở dưới mẹ quán Thái Âm này cả nhà. Mình vô cổng này là cổng phía sau. Mẹ quán Thái Âm với tổng chiều cao là 32m. Chúng ta sẽ vào dưới đài sen này. Mình dưới đài sen thì có cái gì đó thì mình cũng chưa biết. Mời cả nhà cùng vào chung với mình nha. Nhà thấy là những cái đường để đi lên rất là đẹp đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi càng vào trong thì cái nhà thấy càng rộng phải không ạ? Cái nhà đợi mình tí mở đèn cái. Rồi chúng ta đang ở bên dưới, phía dưới của đài sen nha cả nhà. À, dưới này là có những chú cá, cá hải tượng như vậy. Nhà xem ha. Cái nhà có thấy là những cái đường mà ra vô á, dưới đài sen rất là cao ạ. Chúng ta cũng có những cái chú rùa nữa đây cả nhà. Ồ, rất là nhiều chú rùa luôn. 4 chú, 5 chú. Ồ, cái điểm nhấn của chùa Gò Kén nha cả nhà. Vậy là những chú rùa với những chú cá sẽ sống chung ở khu vực này nè nha cả nhà. Cả nhà xem ha. Khi mà du khách là có những cái thức ăn
thì những chú cá, những chú rùa tập trung lại rất là đông nè. Đây mình thấy có cá trê nè, cá chép, những chú rùa nè cả nhà, bò lên ăn thức ăn. Nhưng có vẻ những chú cá thì sẽ ăn nhanh hơn đúng không ạ? Xem ra chú gồ bị ăn hiếp quá. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đi tham quan tiếp thôi. Khu vực tiếp theo thì để chúng ta ra hướng này. Rồi chúng ta sẽ đi tới khu vực tiếp theo nha cả nhà. Phường Lâm Tỳ Ni. Cái nhà thấy những cái khúc cây á, sẽ được trồng với những cái hoa lan ở đây. Ở bên trong vườn Lâm Tỳ Ni cũng là một cái nét rất là độc đáo phải không ạ? Thì theo như mình được biết á, là chùa được xây dựng cho một cái khuôn viên là 6.000 m². Nói chung thì cũng rất là rộng lớn đó cả nhà. Đây cái cây bồ đề đây. Và nó là to lắm cả nhà. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua khu vực tiếp theo. Mình thấy là cũng có rất là nhiều cái cảnh quan mà đang được xây dựng mở rộng thêm ở bên trong chùa Gò Kén đó cả nhà. Đây là một điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với cả nhà. Khu vực này mình thấy là Phật Bà Địa Mẫu.
Rồi, chúng ta sẽ qua khu vực tiếp theo. Khu vực bên đây thì hình như là đang đóng cửa cả nhà. Nhưng mà mình cũng sẽ chia sẻ giới thiệu với cả nhà. À, khu vực sau này hình như là khu vực nhà ăn nha cả nhà. Đây là một trong những cái khu vực gì đó mà đang đóng cửa ra mình cũng không thể chia sẻ được với cái nhà. Khu vực bên đó là khu vực tải ăn, bếp ăn chắc sau này. Mình thấy ở trong chùa vẫn sử dụng rất là nhiều củi đó cả nhà. Rồi chúng ta đi ngược ra thôi. Chắc có vẻ như là mình sẽ không, mình sẽ đi từ phía này. Phường Lâm Tỳ Ni. Bây giờ thấy hôm nay ngày Chủ nhật là rất là đông những du khách mà đi chơi tham quan không ạ. Đây đoạn đường nãy chúng ta mới vào đó cả nhà. Thủy Phong Quán đó. Nơi mà trưng bày cũng rất là nhiều cổ vật. Rồi chúng ta sẽ đi ngược ra cổng chính để đi vào nha cả nhà. Đây cũng là một trong những cái đường mà nãy ngoài cổng chính đó nha. À, nhưng mà nãy mình đi bên hông chứ mình không có đi. Đây là một cái bảng hình như là chùa. Được xây dựng lại năm 1924 thì phải. Ở đây mình thấy là pho tượng Quán Thêm Bồ Tát. Đang được tu bổ lại. Màu vàng của chùa thì đang được cạo ra đó cả nhà. Đây là cái khu vực mà nãy mình đi vào nhưng mà nãy mình không có đi từ hướng này. Ở đây hình như là thập bát La Hán, 18 vị La Hán như vậy. Cái khu vực bên đó là khu vực mà giữ xe cũng như là bán những cái đồ lưu niệm Phật đó cả nhà. Đó, còn mà xe lớn cả nhà chạy thẳng vào trong đây gửi luôn nha.
Nhà thấy có một cái cây bồ đề rất là lớn không ạ? Số lượng đang du khách tham quan chùa Cò Gén càng lúc càng đông vào buổi trưa luôn. Khu vực bên đây là khu vực bảo tháp đó nha. Đây được xây dựng nhưng mà chưa có xong. 1 tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bảo tháp 9 tầng cả nha ha. Khu vực này là hùng phước cúng dường ngói âm dương, mỗi cặp ngói là 50.000, một mét vuông ngói là 800.000. Hùng phước lót nền đá hoa cương chánh điện, một mét vuông là 500.000. Bảo tháp xá lợi cao 9 tầng. Vậy ở đây là mỗi cái khu vực cúng dường nó sẽ khác nhau cả nhà ha, để cho cả nhà có thể dễ dàng mà góp vào những cái khu vực nào cả nhà muốn gấp đến. Còn đây là khu vực chính điện của chúng ta. Cái nhà thấy thì đối với cây bồ đề này á, chùa thì được bắt đầu là hình thành năm 1907. Thì mình nghĩ là cây bồ đề này cũng đã hơn 100 năm tuổi rồi cả nhà. Thật sự là cái gốc của nó rất là to luôn. Cái nhà thấy là những cái gốc cây lan đó là được gắn lên trên thân cây bồ đề này. Nếu mà khi mà những cái lan này lớn đó, thì sẽ nở ra rất là đẹp phải không ạ? Rồi chúng ta hãy cùng xem chánh điện một lần nữa ha. Có một cái nét rất là đặc biệt ở chùa Gò Kén nha cả nhà, là một cái nét kiến trúc nó lai giữa giống như nền của bên cái nhà thấy là cái máy qua âm đen mà sẽ lai lai giống như là bên Công giáo đó cả nhà. Đó là cái nét đặc trưng và đặc biệt ở chùa Gò Kén. Ở đây là cái nhà thấy là những cái viên gạch thẻ đó được kết lại với nhau mà vẫn giữ được độ bền thêm năm tháng, thì đó là một cái ấn tượng về cái vật liệu cũng như là cách mà xây dựng thiết kế của những người mà xây dựng chùa phải không ạ? Đâu đâu con có thể hình của tôi không? Không phải đâu đây nè. Không phải đâu ông kia kìa. Rồi chúng ta cùng vô chánh điện thôi cả nhà. Cái nhà thấy thì đối với cái khu vực mà trước chánh điện á, một bên cũng là một cái trống và một bên là cái chuông, cũng tựa tựa như những thiền viện mà mình đã từng quay về chia sẻ không mà. Mà những cái trống với chuông thì rất là to nha cả nhà. Bên đó còn một cái khu nữa, chút xíu mình mời cái nhà vào. Giờ chúng ta hãy cùng vào chánh điện của chùa Gò Kén xem bên trong sẽ được thiết kế như thế nào ha. Thank you.
Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng để dép ở đây rồi chúng ta hãy đi vào bên trong ha. Thank you.
Chúng tôi thành tâm trả lời, nguyện cầu hậu ân Tam Bảo chứng minh gia hộ, đồng tiền cho quý vị tham tâm an lạc. Hôm nay là chùa Gò Kén có đãi cơm chay nha cả nhà. Thì cả nhà thấy được cái nét độc đáo của chùa Gò Kén á, là chỉ dùng những gạch viên mà xây dựng nên chùa, hoàn toàn không có chét hay là tô thêm gì cả. Đó là cái điểm mà rất là độc đáo mà mình vừa cảm nhận được khi mà mình đã quay xong chánh điện á. Thì giờ chúng ta đang ra tới cái khu vực bên hông. Rất là ấn tượng luôn cả nhà. Từ đó giờ thật sự mình chưa có thấy một cái ngôi chùa nào mà sử dụng những cái viên gạch gạch thẻ như vậy để ốp nên thôi. Đa số là mình thấy là những ngôi chùa khác là đều sẽ tráng xi măng lại, trét lại rồi sau đó là sơn lên, đúng không ạ? Nhưng riêng chùa Gò Kén vẫn giữ được một cái nét mà mộc mạc từ đó tới giờ. Đúng là điểm nhấn thiệt. Cái nhà xem nè, những cái hoa văn, bông hoa đều có thể thêm vào, nhưng mà riêng là cái nét đặc trưng là những cái viên gạch thẻ này thì hoàn toàn được giữ lại. Mặc dù là khu vực phía sau cũng đang là tu bổ nâng cấp đó cả nhà, nhưng vẫn giữ được cái nét kiến trúc từ đó giờ. Bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Đây cũng là một trong những cái khu vực sinh sâm. Cái nhà có thấy được một cái mái ngói á, cũng khá đặc biệt cái nhà. Số lượng xe bây giờ quá đông rồi. Chúng ta đi tới khu vực tiếp theo. Đây là không có đời, đi chỗ khác. Đây chúng ta thấy có một cái vườn hoa lan ở đây nữa. Cả nhà thấy là những công trình ở trong chùa đang được xây rộng mở dựng thêm, thành ra là mình thấy là cũng cần rất là nhiều về cái nguồn chi phí vận động đó, về những viên gạch, các đá xi măng. Khu này như là chắc lẽ là khu nghỉ của các sư hay là khách hành hương gì đó, tại mình thấy là ở trong đây khu giống như một cái phòng trọ vậy đó. Khu vực nhà vệ sinh ở đây nha cả nhà.
cái nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển tiếp nha. Thì cả nhà thấy là cái bên cái khu vực mà nhà vệ sinh á, thì chúng ta sẽ có một cái xưởng gỗ. Xưởng gỗ được được làm tại chỗ ở trong chùa Gò Kén luôn cả nhà. Cái nhà xem này. Rất là ấn tượng phải không cả nhà? Thì ở trong chùa mình có nghe nói là có làm một cái buổi cơm chay á, để mời các những người đi chiêm bái á, viếng á, dùng. Thì không biết bữa nay thì có món gì, biết cả nhà có quan tâm mà chắc mình nghĩ là hủ tiếu quá. Tại mình thấy là bà con đang thưởng thức. Mà chỗ ăn uống thì mình quay thì nó hơi kỳ phải không ạ? Mình quyết định mình sẽ đi ngược trở ra. Thôi, mình đã đi ngược cái chỗ này là mình nãy giới thiệu cái nhà đó. Dạ rồi, thì cũng chia sẻ với cái nhà luôn về cái món ăn mà chùa Gò Kén hôm nay mà chiêu đãi những du khách chiêm bái á. Chúng ta sẽ có món mì nha cả nhà, mì gói. Nói chung thì một cái nồi nước súp khổng lồ luôn mà bên đó rất là ngon. Nhưng mà trong cái khu vực người ta nấu ăn á, thành ra mình quay thì nó cũng rất là tế nhị. Thành ra mình quyết định mình múc ra đây để giới thiệu với cả nhà ha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn về một cái tô mì chay mà trong chùa Gò Kén chiêu đãi du khách ngày hôm nay phải không ạ? Rồi, thôi bây giờ mình thưởng thức cả nhà ha. Mình chỉ mời cả nhà xem như vậy thôi. Dạ rồi, sau khi mà mình đã thưởng thức món hủ tiếu, xin lỗi cái nhà mì chay ở bên trong chùa Gò Kén mà hôm nay là các sư chiêu đãi cho chúng ta, thì bây giờ mình sẽ ra để mình chia sẻ lại với nhà một lần nữa về cái quang cảnh mà mình sẽ đứng ở trên đài sen đó cả nhà, ở cái chỗ tượng Phật Quan Âm á. Bây giờ là thời gian thì khoảng 11 giờ rưỡi trưa rồi cả nhà. Thời điểm này thì rất là nắng luôn. Nó là cái nắng ở Tây Ninh nó rất là gắt cả nhà. Và cũng khá là ít gió. Chúng ta sẽ đi hướng bên đây.
đứng đó chị tìm đây. Rồi đứng con hai hai gì cháu đứng lại chụp cho bơi rồi con bước ra. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến Đại Sen thôi cả nhà. Chúng ta lên Đại Sen thì chúng ta hãy nhìn xuống phía dưới như thế nào ha. Quá là cao rồi. Thì ra ngay chỗ mà Đại Sen cũng là một cái nơi thờ tự nữa cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ qua khu vực bên kia nha, khu vực cuối cùng của chùa Gò Kén. Rồi mình đi xuống rồi cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua một cái điểm nhấn cuối cùng ở bên trong chùa Gò Kén. Đây bảo tháp 9 tầng sẽ được hoàn thành, chắc mình nghĩ là trong vòng năm nay thôi. Chỗ này là cổng vô nè. Đây cũng là một trong những cái công trình mà tiêu biểu và đặc biệt ở tại chùa Thiền Lâm, hay còn gọi là chùa Gò Kén, là tượng Phật nằm trên Niết Bàn, có chiều dài là 25m nha. Chiều cao này thì chắc mình nghĩ khoảng trên dưới 10m. Chùa quá rộng luôn cái nhà. Cái nhà thấy cái số lượng mà xe đang vào viếng chùa chưa hề có dấu hiệu thì giảm luôn cả nhà, mặc dù là buổi trưa đó. Giờ khoảng 12 giờ trưa rồi, đứng ngọ luôn. Đây là tượng Phật nằm trên Niết Bàn ở trong chùa Gò Kén.
Đây cũng là một chỗ ở hay chỗ nghỉ ngơi gì đó. Khá là đẹp nhìn mát mẻ đây cả nhà. Phòng khám à. Thì đối với ở trong chùa Cò Kén thì có một cái khu gọi là phòng khám y học cổ truyền từ thiện, là khu bên đây nha cả nhà. Nhưng mà mình không biết là cái thời gian bốc thuốc là khi nào. Công trình tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với cái nhà đó là khu vực chỗ này. Mình nghĩ là đối với tòa tháp này thì tới lúc mà vậy là coi như là cũng mình nghĩ là tòa tháp cũng bị bỏ quen một thời gian rồi này cả nhà. Chắc thiếu chi phí xây dựng hay là do dịch bệnh gì đó. Mình ra cỏ mọc này cả nhà. Mình nghĩ là trong năm nay thì nếu mà đủ kinh phí thì bảo tháp 9 tầng sẽ được hoàn thành. Lúc đó thì chùa Cò Kén lại có thêm một cái điểm nhấn nữa. Đây cũng là một cái điểm nhấn nha cả nhà. Ở chùa Gò Tháp. Ôi xin lỗi nha, Gò Kén nha. Chùa Gò Kén. Ở đây là chỗ tượng Phật Di Lặc. Một tượng Phật Di Lặc rất là to. Đây là hồ cá phóng xanh. Từng vật chỉ là khổng lồ luôn đó cả nhà. Được rồi, vậy là mình đã chia sẻ xong với cả nhà về toàn bộ quang cảnh của chùa Thiền Lâm hay còn gọi là chùa Gò Kén. Đây là một trong những mà nơi mà mình thấy là tâm linh rất là đẹp và có rất là nhiều điểm nhấn ở tại Tây Ninh. Ở đây là thị xã Hòa Thành cả nhà ha. Chỉ là cách thành phố Tây Ninh khoảng chừng là 6 km thôi.
Thì nếu mà cả nhà sau này có dịp mà đi đến Tây Ninh á, cả nhà hãy ghé tới chùa Gò Kén ha, để cùng chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật về Phật giáo. Trong cái dịp mà nếu cả nhà có duyên đi đến đây thì đây là một trong những sự lựa chọn mà theo mình cũng rất là hay và có rất nhiều cái điểm đặc biệt. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác rất nhiều đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Hẹn gặp lại anh chị em, cô chú bác vào video tiếp theo. Chúc anh chị em, cô chú bác ha, luôn luôn dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc khi xem những video của mình. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai.